Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Minh Phụng Music. Organ K300S đến từ thương hiệu Kidman, một nhà sản xuất nhạc cụ nổi tiếng từ Anh Quốc. Được trang bị những chức năng nào mà những cây đàn cùng phân khúc không có? Hãy theo dõi video unbox cùng mình rồi khám phá nha. Organ Kidman K300S đã ở đây. Tiến hành đập thùng nào. Đầu tiên là kiểu dáng hình hộp chữ nhật cứng cáp. Đàn có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 970, 370 và 142mm. Trọng lượng đàn chỉ 6kg. Nào xem bên trong thùng thôi. Keyboard và các phụ kiện được để gọn gàng, cẩn thận. Quan sát từng bộ phận của K300S, bạn có thể thấy giá nhạc màu đen được bọc kỹ càng. Sách hướng dẫn giúp bạn tìm hiểu và sử dụng các chức năng. Phí bảo hành chính hãng Kidman đến từ Minh Phụng Music, cùng thời hạn lên đến 24 tháng. Anh em hãy lưu ý là adapter sẽ đặt bên trái đàn. Kidman K300S được bọc xốp ở hai đầu đàn để tránh va đập trong quá trình vận chuyển, đồng thời giảm hư hỏng ở loa. Cùng ni lông phủ đàn cẩn thận tránh ẩm ướt do trời mưa, thể hiện sự kỹ lưỡng của nhà sản xuất khi đem sản phẩm đến tay khách hàng. Organ K300S đã được mang ra rồi, mọi người hãy nhìn tổng quan và cảm nhận vẻ đẹp của đàn. Đầu tiên sẽ là màn hình hiển thị thông tin nhô cao khỏi đàn 10 độ với ánh sáng xanh dịu mắt. Cụm nút chức năng để chọn tiếng nhanh được tích hợp ngay trên đàn, được làm nổi bật. Cùng mình khám phá 4 điểm nhấn Kidman mang đến lần này nhé. Nóc xoay cho người chơi thao tác tùy chỉnh tiếng và điệu nhanh chóng. Pitband dùng để luyến lấy âm sắc. Volume thiết kế cần gạt chỉnh lên xuống khi tăng giảm âm lượng đàn, đem đến cho bạn cảm giác như chơi một bàn DJ. Đặc biệt Kidman K300S trang bị nút modulation làm rung âm sắc. Mời các bạn cùng xem lại toàn bộ mặt trước của đàn Kidman K300S. Đây chính là các cổng kết nối của đàn với các thiết bị như là loa, máy tính và điện thoại. Còn đây là mặt sau, đàn có thể sử dụng pin thay cho nguồn. Đây là quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi bạn mua Kidman K300S, chính là bao đàn da cao cấp thiết kế bằng vải bền và đẹp, thuận tiện cho người chơi mang đi bất cứ nơi đâu. Chân đàn màu đen tạo cho bạn cảm giác vô cùng chắc chắn. Còn đây là pedal, cùng mình xem chi tiết nhé. Thiết kế chắc chắn, chỉnh chu với tông màu đen, giúp cho người chơi tạo độ vang của một bài nhạc như đang chơi trên một cây piano cơ. Khi mua Organ Kidman K300S ngoài bảo hành 24 tháng thì các bạn còn được một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.